Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình cùng nhau vào bếp làm món rau củ quả mình phơi khô nè các bạn. Hôm đó mình nói là thịt chay á, thịt chay bằng rau củ quả đó. Đó, đây là củ cải đỏ và củ cải trắng. Mà mình sẽ phơi khô xong rồi mình có chia sẻ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ các bạn lấy ra ngâm. Ngâm cho nó nở ra rồi xả là nhiều nước rồi cho nó sạch nó trắng. Rồi ở đây là tàu hũ, có 5 miếng tàu hũ mình đã sắc miếng là làm 2 rồi. Bây giờ mình chia sẻ từ từ, hôm nay mình sẽ làm 3 món ăn. Mình chia sẻ từ món. Rồi bây giờ những cái món này thì bây giờ mình sẽ cho vào tức tương. Mình sẽ ốp tàu hũ trước. Mình cho vào đây một chút xíu đường. Chút bột nêm. Khoảng nửa muỗng canh nước tương. Tiêu. Giờ mình sẽ trộn lên cho nó để nó thấm. Giờ mình để đây, mình sẽ đi cho nó thấm khoảng 2-3 phút, mình đi bắt cái chảo lên nha. Mình cho vào đây miếng dầu, khoảng 1 muỗng canh dầu nữa. Bây giờ mình cho vào đây một muỗng đường, một muỗng cà phê đường. Muỗng cà phê bột nêm. Rồi đây khoảng một muỗng canh nước tương. Cho nó thấm. Mình cho nước vào. Mình cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối. Cho nửa muỗng bột ớt cho. Các bạn có thích ăn thì cho vào, không thích ăn thì khỏi cho nha. Bây giờ mình cho đậu hũ vào để cho nó thấm. Này rau củ quả khô, kho với đậu hũ. Ăn nó dai lắm mà, nó dai dai như là sườn chay vậy đó. Nó vừa dai mà nó vừa giòn. Bây giờ đậu hũ kho đã chín rồi nha các bạn. Mình cho ớt cho. Cho hành nha. Bây giờ mình sẽ làm món thứ hai nha. Món thứ hai mình sẽ làm món bầu khô kho tương hột nha các bạn. Đây bầu này mình đã phơi khô rồi. Nó bầu khô kho tương hột. Này bầu kho tương hột chứ ăn ngon nhé bạn, bầu khô này ăn nó dai. Nó dai còn ngon gấp mấy lần sườn non.
sườn non chay. Mình xào cho nó thấm hành, thấm tỏi xong rồi mình mới bỏ tương vô. Bây giờ mình cho tương nè. Các bạn ăn cứ nêm theo khẩu vị gia đình mình nha. Tại vì tương là mỗi chỗ nó mỗi khác, nó mặn nó lạt nha. Tương này ở nhà mình làm nó bị hơi mặn nè, mình cho vào 2 muỗng cà phê đường. Mình cho vào miếng nước nè, khoảng một chén nước. Làm mấy cái món đơn giản này ăn cho nó dễ. Cái mùa nắng này các bạn có nắng cứ mua rau củ quả về mình phơi đi, mình để dành trong lúc mà những cái lúc mà tháng mưa dành về bão rồi đó, mình không có đi được chợ á, là ở nhà mình có là mình để là mình chế biến nhiều món ăn rất là đơn giản lắm. Mình xào tỏi đồ ăn cũng ngon nữa. Mình làm món này xong rồi lát nữa mình làm món củ cải xào tỏi đó, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ cho vào một chén nước tương nha, một muỗng canh nước tương nha các bạn. Bây giờ đã chín rồi nha các bạn, nó sắc xuống rồi. Các bạn nếu mà kho thích kho nước nước này để mình chấm rau ăn á thì mình để nước nước, còn không á thì mình kho khô sệt lại chút xíu nha. Cái này kho để chấm nước rau. Giờ mình cho hành nha, cho ớt nha. Cho vào xin miếng tiêu. Giờ mình cho ra dĩa nha. Bây giờ mình cho ra dĩa, các bạn nhìn thấy ngon. Rau chứ còn ăn chay còn ngon hơn thịt, ăn mặn. Bây giờ mình làm món thứ ba nha. Bây giờ mình bắt cái chảo rồi mình cho hành vào. Mình xào tiếp một món rau nữa nha các bạn. Cái này là củ cải. Bữa nay mình mời các bạn ăn rau thôi. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu đường nha các bạn. Chút xíu đường. Nửa muỗng cà phê bột nêm. Cho vào xí muối. Chút xíu muối thôi nha. Rồi, món thứ ba của mình đã hoàn thành. Bây giờ mình nhắc xuống mình cho ra dĩa nha. Bây giờ các bạn thấy ba món ăn từ rau của mình các bạn thấy ngon không? Ở đây là bầu kho tương. Bầu kho tương. Còn ở đây là củ cải. Củ cải mình kho với đậu hũ. Còn ở đây là cũng củ cải mình xào. Mình xào mặn mặn ngọt ngọt vừa ăn nha. Cái này toàn là rau không? Là hôm đó mình có chế biến rồi các bạn. Cách làm thịt chay bằng rau củ quả đó đó. Bây giờ ba món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Các bạn đi chợ thấy rau củ quả bữa nào thấy rẻ cái bắt bạn mua về, có nắng phơi để mỗi mốt mưa dầm về ở nhà mình có, mình nấu mình ăn, không cần gì, chỉ đơn giản như vậy thôi là mình cũng được một bữa cơm ngon lành nè. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà làm món này ăn ngon miệng.
Chúc cả nhà luôn bình an. Nếu các bạn yêu thương mình thì chia sẻ những món ăn của mình cho các bạn bè đồng chai cùng làm ăn nha, để ủng hộ cho mình. Và với lại các bạn có cái gì mà mình sơ sót cứ góp ý cho mình, bình luận cho mình biết rồi mình sửa chữa nha. Thôi mình xin chào.